Ok, em xin chào tất cả các bác nha. Đây là chủ nhật ở nhà em. Anh trai đóng em anh cốp ấy. Anh các bác đến ủng hộ rất là đông, đúng không ạ? Cứ thế thôi. Cứ thế thôi. Anh ơi, cái này không vừa đâu anh ạ. Chỉ vừa được một chiếc thôi. Một chiếc vâng. Ok. Đây là vâng ạ. Các bác vừa về đó là đôi loa bãi B3CS12T. Còn đây là của các anh trai tất cả đều Hải Dương mọi người nhé. 34, chúng em là 34. Đây là đôi loa vâng. Đây là đôi loa B3X15i. Đôi loa này thì nó đã có mặt ở khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Đây là hàng mới mọi người nhé. Em bảo hành cho các bác của mọi người 1 năm. Vâng. Còn nếu bác nào muốn test công suất của đôi loa này thì đến với em. Em sẽ mời các bác vào trong phòng, em sẽ mở hết công suất lên xem các bác chịu được hay là loa không chịu được. Bát 40 từ 220 con 100. Đó. Đây là anh em gửi loa đi cho bác khách hàng ở Vụ Bản Nam Định. Đây đôi loa B3HF101 mọi người nhé. Giá trên 6 triệu hàng bãi. Một bát 25, hai chung hai tép. Đây là quả súp EV gửi xe khách cho các bác. EV Electro Voice. Các bác thân mến, B3 nó là sản phẩm thương hiệu công nghệ dây chuyền thật mọi người nhé. Hàng xịn. Các bác có điều kiện thì chơi mới tinh để yên tâm. Còn các bác có thể mua hàng bãi để giá thành hợp lý hơn. Chúng em đang sắp một đôi loa JBL 725 mọi người nhé. Đây ạ. JBL mã số là 725. Hai bát 40 từ leo. Coi 776, dòng coi 2 tầng. Tép leo coi 100, thùng gỗ sơn cát. Em sẽ lắp đôi loa này trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều chủ nhật. Đôi loa này sẽ về Kiến Thụy, Hải Phòng mọi người nhé. Đúng không ạ? Kiến Thụy, Hải Phòng. JBL 725, đúng không ạ? Các bác thân mến thì là trong cái tháng tháng 3 này đúng không ạ? Là em đã bán đôi loa đôi thứ hai rồi. Rất là may mắn thưa các bác. 725 thì giá của những đôi loa này đang vẫn rất là tốt cho các bác cùng mọi người. Cho mọi người mua và ủng hộ em nhé. Đây ạ, loa B3 bãi. Có vừa không anh? Không vừa đúng không ạ? Những đôi loa rất đẹp hơn này các bác. Đây là loa mới mọi người nhé. Giá cho đôi loa này thì em cũng mong các bác cùng mọi người thông cảm. Đó là cái sản phẩm này hiện tại nó đã lên giá. Thì chúng em đang chào bán cho đôi loa này có giá hiện tại mới nhất là trên 29 triệu đồng mọi người nhé. Trên 29 triệu đồng. Còn đây là những đôi loa B3 hàng bãi này. CS12T giá vẫn đang là 12 triệu. Giá rất là tốt mọi người nhé. Giá rất tốt cho các bác cùng mọi người. Chủ nhật các bác được nghỉ nhưng chúng em không nghỉ. Chúng em vẫn miệt mài phục vụ các bác. Đón tiếp các bác tại cửa hàng để tư vấn bán hàng. Cũng như là gửi xe khách cho các bác cùng mọi người. Để các bác cùng mọi người có thể nhận hàng được sớm trong ngày. Đây là những đôi loa B3 hàng bãi có mã số là ZMG212 bát 30. Thì giá đôi loa này đang là 11 triệu 500 mọi người nhé. Đây là B3S210 bát 25. Giá trên 7 triệu mọi người nhé. Đúng không? Rất nhiều. Ok, em cảm ơn anh trai nhá, Hải Dương. Bác rất thích đôi Lexo. Em bắt anh, cảm ơn các anh nhá. Thích Lexo thì cứ sử dụng một tuần, đúng không ạ? Nếu thích đổi Lexo, số em đổi cho. Em đang có hai đôi Lexo bãi giá trên 40 mọi người nhá. Đúng rồi anh ạ, chở như thế này bởi mọi hôm các bác cũng phải dở giá đầu đuôi như này mới được. Cái cốp này mọi hôm em biết là không vừa rồi. Vâng, cốp này không vừa. Chính xác. Đây là dây loa này, dây loa này thì hôm nay là các bác nhiệt tình quá là dây loa này em tặng mọi người nhé. Chứ bình thường là các bác phải mua. Hôm nay em tặng bác bộ dây loa này. Để về bác ấy xin chị gái gọi là mua mất tiền để bác ấy mua hai két bia về liên hoan. Anh trai. Cảm ơn các anh nhá. Các bác thân mến, các bác đến địa chỉ cửa hàng thì đường thông thoáng các bác nhá. Đường thông hè thoáng. Xe thì các bác đỗ thì thoải mái, rất là an toàn mọi người nhá. Không phải lo gì, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bác cùng mọi người. Em xin phép gửi lời chào và hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.